Dự đoán mới nhất của Anand, thế giới có thể thay đổi đáng kể vào năm 2024. Hầu hết dự đoán tập trung vào Ấn Độ. Sau những dự đoán cho cả năm vào tháng 1 năm 2024, mới đây thần đồng tiên tri Anand lại xuất hiện với dự đoán hướng tới những sự kiện quan trọng của thế giới sẽ xảy ra vào năm 2024 và 2025. Anand cảnh báo rằng trong 2 năm tới, thế giới vẫn chưa trở nên yên bình. Những xung đột và thay đổi căn bản sẽ diễn ra dữ dội hơn, đặc biệt là sau năm 2025 khi nhân loại sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn bất ngờ. Abhigya Anand, thần đồng tiên tri người Ấn Độ, đã từng gây chú ý trên Internet khi dự báo chính xác sự bùng phát của dịch Covid-19 vào năm 2019. Sau đó, Anand lại tiếp tục dự báo được xung đột Nga-Ukraine, động đất tại Nhật Bản cùng nhiều sự kiện tương tự, khiến cậu trở thành một nhân vật được sự quan tâm liên tục từ cộng đồng mạng toàn cầu. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video hay và ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Mỗi năm, Anand đều đưa ra một số video dự đoán về thảm họa thiên nhiên, sự phát triển kinh tế kỹ thuật và các xung đột chiến tranh. Đặc biệt, Anand còn luôn chú ý đến các vấn đề khí hậu toàn cầu. Trước đây trong một dự báo, thần đồng tiên tri đã cảnh báo rằng năm 2023 sẽ là năm nóng nhất được ghi nhận, nhưng nhiệt độ vào mùa hè của năm 2024 sẽ còn cao hơn so với năm trước đó. Hiện tượng thời tiết cực đoan cũng sẽ xảy ra thường xuyên, dẫn đến sự gia tăng các thảm họa tự nhiên như hạn hán, lũ lụt, bão và động đất với cường độ không thể dự đoán được, gây ra nhiều khó khăn cho nhân loại. Từ đầu năm 2024 đến nay, rất nhiều quốc gia và khu vực khác cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ thảm họa, làm giảm sản lượng và an ninh lương thực. Nạn đói trên toàn cầu vẫn đang tiếp tục gia tăng. Anand giải thích rằng do sự hội tụ hiếm gặp của hỏa tinh, mộc tinh và mặt trăng khiến trái đất sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức như sự bùng phát khủng bố, thiên tai khí hậu thường xuyên và tình trạng tội phạm trong xã hội gia tăng. Anand cũng cho biết, cùng với tình hình nghiêm trọng trên, mối đe dọa từ các vụ tai nạn và chiến tranh vẫn còn đó. Điều này sẽ dẫn đến sự trỗi dậy và tái lập của các chế độ độc tài trong những năm tới, gây ảnh hưởng đến các xung đột địa chính trị trên toàn cầu. Mặc dù xu hướng vận động trên có vẻ sẽ dẫn đến một cuộc xung đột lớn toàn cầu, nhưng đi ngược lại với một số nhà tiên tri, Anand tin rằng Thế chiến thứ 3 sẽ không xảy ra. Tuy nhiên trên thực tế, một cuộc xung đột thực sự giữa các cường quốc cũng tương đương với chiến tranh thế giới. Rất có thể trong thế kỷ này sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng diệt chủng. Ngoài những dự đoán vừa đề cập, thần đồng tiên tri còn dự đoán 3 sự kiện lớn khác sẽ xảy ra vào cuối năm 2024. Vậy nội dung của 3 dự đoán chính xác là gì? Phát ngôn đầu tiên của Anand về tình hình thế giới nửa cuối năm nay chính là Ấn Độ sẽ trỗi dậy trong vòng 20 năm tới. Trong lần dự đoán này, Anand nói rằng từ năm 2024, khu vực Đông và Nam Á sẽ trải qua những thay đổi chính trị mạnh mẽ và sâu sắc, kéo dài trong 20 năm. Trong đó, Ấn Độ sẽ trải qua 3 chuyển biến quan trọng. Trước tiên là vào nửa cuối năm 2024, quốc gia này rất có thể sẽ phải đối mặt với âm mưu từ bên ngoài. Anand nói rằng trong thời gian dài, Ấn Độ và Đông Nam Á luôn bị các nước ngoài lũng đoạn, khiến hệ thống chính trị trở nên rối ren. Nhưng đến năm 2024, hệ thống chính trị của mỗi quốc gia thuộc hai khu vực trên đều sẽ phải trải qua một sự thay đổi quan trọng. Vào thời điểm này, Ấn Độ sẽ đóng vai trò quan trọng ở châu Á, đưa ra những lựa chọn mang tính quyết định nhằm đón nhận những thay đổi lớn. Thần đồng tiên tri tin rằng do Ấn Độ đang trong thời kỳ thịnh vượng của sao hỏa nên vào năm 2024, một số quan chức cấp cao của Ấn Độ nên cẩn trọng về an ninh cá nhân. Trong quá khứ, khi hiện tượng thiên văn tương tự đã xảy ra vào những năm 60 thế kỷ trước, thì một nhân vật vĩ đại mang lại những thay đổi sâu sắc cho Ấn Độ. Đó là ông Lal Bahadur Shastri đã bị ám sát vào ngày 11 tháng 1 năm 1966. Anand cũng dự đoán rằng chỉ trong 2 thập kỷ nữa, vị thế quốc tế của Ấn Độ sẽ trỗi dậy. Trong thời gian gần đây, khi các tập đoàn kinh doanh toàn cầu tìm kiếm đối tác hợp tác và cơ sở sản xuất, thì Ấn Độ đã nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu của họ. Nhiều quốc gia trên thế giới cảm thấy vô cùng bất ngờ, thậm chí là không hài lòng với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Ấn Độ, đặc biệt là những tiến bộ trong các lĩnh vực phần mềm và công nghệ. Tuy nhiên, những thách thức này lại giúp Ấn Độ khẳng định được vị thế của mình. Thần đồng tiên tri Anand cho rằng, trong lịch sử, cứ theo một chu kỳ khoảng 400 năm, thế giới lại trải qua những thay đổi lớn. Cách đây khoảng 800 năm, vào năm 1260, sau khi Mông Cổ tiến hành bao cuộc viễn chinh phương Tây, thì phần lớn lục địa Á-Âu đều bị họ chinh phục. Vào thời nhà Minh tại Trung Quốc, các nhà thám hiểm Trịnh Hòa đã có những chuyến hải dương khám phá phương Tây, khẳng định sức mạnh của người châu Á. Điều này chứng tỏ rằng trung tâm của thế giới lúc bấy giờ nằm ở châu Á. Trải qua một chu kỳ 400 năm, trung tâm của thế giới đã chuyển sang châu Âu, khi những quốc gia khu vực này đã thực hiện hai cuộc cách mạng công nghiệp và bắt đầu phát triển nhanh chóng, lập ra các thuộc địa hàng hải. Tuy nhiên, kể từ sau Thế chiến thứ hai, những quốc gia thuộc địa này lại mất đi vị thế huy hoàng trước đây. Kể cả Ấn Độ cũng thoát khỏi sự kiểm soát của Anh. Hiện nay, chu kỳ 400 năm sắp đến và lần này trung tâm thế giới sẽ nằm ở châu Á và trọng tâm sẽ là Ấn Độ. Khi đó, tất cả các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á sẽ trỗi dậy cùng với Ấn Độ. Liệu dự đoán trên có thực sự xảy ra hay không? Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, Anand nói rằng trong khoảng thời gian từ 2024 đến 2025, nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Ấn Độ, sẽ gia tăng ngân sách quốc phòng. Việc khám phá sao Hỏa sẽ trở thành tâm điểm cạnh tranh toàn cầu vào năm 2025. Ngoài ra, thần đồng tiên tri còn đưa ra một dự đoán gây chấn động cho tháng 4 năm 2025. Anand cho biết, dựa vào hiện tượng thiên văn vào thời điểm này, sao Thổ sẽ giao hội với sao Rahu. Giữa hai hành tinh có mối liên hệ chặt chẽ, tạo nên một hiện tượng hiếm thấy. Hiện tượng sao này tương tự với những gì xảy ra vào năm 1968, khi cuộc chiến tranh Việt Nam bùng nổ. Đó là thời kỳ thế giới đang có nhiều biến động và có sự thay đổi lớn trong tư duy. Trong khoảng thời gian từ 2024 đến 2025, đại dương có thể trở thành sân khấu cho nhiều xung đột, đặc biệt các quốc gia Đông Nam Á có thể trở thành khu vực then chốt. Điều đáng chú ý hơn nữa là Anand tuyên bố rằng vào năm 2025, một số cường quốc sẽ thử nghiệm những vũ khí phòng không hủy diệt mới, và những vũ khí này sẽ thể hiện công nghệ chưa từng có. Lần cuối khi các nhà thiên văn học quan sát hiện tượng sao tương tự, thế giới cũng đã chứng kiến sự ra đời của vũ khí hạt nhân mới, thậm chí là vũ khí nguyên tử trong lĩnh vực phát triển vũ khí hiện đại. Một sự cạnh tranh khốc liệt mới trên toàn thế giới sẽ diễn ra, trong khi các cuộc thử nghiệm vũ khí mới cũng sẽ tiến hành đồng thời. Nói cách khác, một thế hệ vũ khí chiến tranh mới có thể được sử dụng trong các cuộc xung đột toàn cầu ở tương lai. Trong nhiều tiên đoán trước đây và cả hiện tại, Anand đề cập đến khả năng xảy ra một cuộc diệt chủng trong tương lai, tương đồng với những thời khắc tối tăm nhất trong lịch sử thế giới. Tuy nhiên, thần đồng tiên tri lại không biết nhóm người nào sẽ là nạn nhân, bởi sự thật đã bị che giấu. Quan điểm về sự diệt chủng này đã gây ra nhiều tranh cãi, nên sau một loạt những dự đoán, Anand đặc biệt nhấn mạnh rằng dự đoán mà cậu đưa ra đều dựa trên phân tích cẩn thận các tham số thiên văn. Những dự đoán này nhằm cảnh báo con người, chứ không phải để tạo ra sự hoảng loạn. Trong vài năm gần đây, lời tiên tri của Anand đã giảm sút đáng kể về độ chính xác, khiến mọi người bắt đầu nghi ngờ về danh tính của nhà tiên tri này. Được cho là xuất thân từ một gia đình có nguồn gốc cao quý ở Ấn Độ, Anand có điều kiện gia đình tương đối tốt, với cha là kỹ sư công nghệ thông tin. Khác với suy nghĩ của nhiều người rằng cậu là một người bình thường chuyên học về huyền học và chiêm tinh. Anand đã được giáo dục tại trường công và thường xuyên đạt thành tích xuất sắc. Vào tháng 8 năm 2019, Anand được cha mẹ mở một tài khoản YouTube và trong các video được phát hành, cậu thông báo mình đã dự đoán bằng chiêm tinh vệ đà rằng vào tháng 11 năm 2019 sẽ xảy ra một loại dịch bệnh lây lan qua nước bọt trên toàn cầu. Nhờ vậy mà Anand đã trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Sau khi được mệnh danh là thần đồng tiên tri, Anand vừa tiếp tục đưa ra những lời tiên đoán, vừa cung cấp dịch vụ chiêm tinh có thu phí nhưng với giá không hề rẻ. Thậm chí, dịch vụ tư vấn cá nhân có giá lên đến $217 cho 30 phút. Bạn nghĩ gì về những tiên đoán của Anand cho nửa cuối năm 2024? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.